là hai thập kỷ. Người đang dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan là huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Park Ki-won, người cũng đã từng xuất hiện tại SEA Games 32 vừa qua và có lẽ quý khán giả cũng đã rất quen mặt. Huấn luyện viên này sinh năm 1951, năm nay 71 tuổi. Còn huấn luyện viên Trần Đình Tiền, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thì năm nay 51 tuổi. Đây là những thành viên sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Vẫn là những gương mặt quen thuộc với sự xuất hiện của Napadet, của chuyền 2 Bunyarit, MVP của Challenge Cup vừa qua, đó là số 22 Anurag, đội trưởng Kishada. Còn đây sẽ là những gương mặt xuất phát trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong trận đấu mở màn của SEA V-League 2023. Duy Tuyến, Văn Tiên, đội trưởng Từ Thanh Thuận, gương mặt trẻ Thế Khải, chuyền 2 Đinh Văn Duy, chủ công Ngọc Thuần, và người được xếp ở vị trí libero là cầu thủ mang áo số 1 Huỳnh Trung Trực, cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lúc này. Ông Trần Đình Tiền, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và hiện tại cũng đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền Bộ Tư lệnh Biên phòng. Kita sudah melihat tadi bagaimana starting lineup yang diturunkan oleh Thailand dan ini adalah starting terbaik yang dimiliki oleh Thailand. Tetap dengan đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Thái Lan. Napadet ya di posisi hitter, sebenarnya kalau kita lihat Vietnam juga turun. Napadet sẽ turun dengan Tu Tan Thuan, kemudian juga Ngoc Thuan cùng với Anut và Anurag là những người thi đấu ở vị trí chủ công. Cặp đôi phụ công gồm có số 8 Prasad và Kisada, đội trưởng mang áo số 25. Chuyền 2 mang áo số 10, đó là Bunyarit. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta xuất phát với cầu 2 mũi, Đinh Văn Duy xuất phát ở hàng trên. Cặp đôi chủ công của đội tuyển Việt Nam gồm có Dương Văn Tiên và Nguyễn Ngọc Thuần. Từ Thanh Thuận đánh ở vị trí đối chuyền. Cặp đôi phụ công là Trương Thế Khải và Trần Duy Tuyến. Trận đấu được bắt đầu. Tình huống tấn công ở biên 4. Đó là một pha chắn bóng giảm lực trên lưới tốt của đội tuyển Việt Nam. Cú ra tay đầu tiên của đội trưởng Từ Thanh Thuận và điểm đầu tiên cũng đã thuộc về đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta đang rất quyết tâm để đòi lại món nợ sau thất bại 1-3 ở bán kết của AVC Challenge Cup 2023. Thái Lan nhờ thắng chúng ta trong trận đấu đó nên đã có vé tới FIVB Challenger Cup sắp tới. Tiếp tục đánh biển. Và Thái Lan cũng đã có điểm đầu tiên trong trận đấu này. Đó là pha tấn công ở biên 4 của Napadet. Chủ công mang áo số 9 Napadet là một gương mặt quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam. Cầu thủ này cũng đã từng sang Việt Nam thi đấu. Napadet đã chơi cho câu lạc bộ Hà Tĩnh vào năm 2022. Anurag, một trong những gương mặt rất đáng chú ý của đội tuyển Thái Lan lúc này. Chúng ta vừa có một tình huống phối hợp tấn công tốt và tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là miếng đánh lao chồng lao được kết thúc bởi Ngọc Thuần, một trong những mũi công lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có rất nhiều những cầu thủ tấn công tốt, nhưng điểm yếu cố hữu với đội tuyển Việt Nam là bước 1 cũng như là khả năng phát bóng. Nếu chúng ta giải được bài toán kể trên thì chắc chắn thành tích của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong tương lai sẽ còn được cải thiện rất nhiều. Điều quan trọng là thời điểm này thì bóng chuyền Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng và chúng ta cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực ngay từ những giải đấu đầu tiên. Tiếp tục là cú đánh của Ngọc Thuần. Giám biên xác định bóng đã ra ngoài và như vậy bóng cũng không chạm tay chắn. Bây giờ thì Thái Lan đã lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận này. Tỷ số là 3-2 cho đội bóng áo đỏ. Thái Lan phát bóng ra ngoài và tỷ số được san bằng 3 đều.
sau tình huống phát bóng lỗi vừa rồi thì phụ công áo số 8 Prasut đã rời sân để nhường lại vị trí cho libero bên phía Thái Lan. Những phụ công khi xuống cầu dưới sau khi phát bóng xong sẽ rời sân để các libero vào sân và hỗ trợ phòng thủ. Và đập cắm sàn vừa rồi là của Napadep. Một cú đánh nghi rất chất lượng của chủ công áo số 9 bên phía đội tuyển Thái Lan. Một mình Ngọc Thuần không thể ngăn chặn tình huống tấn công rất uy lực vừa rồi của Napadep. Nhưng như vậy là trọng tài đã xác định tình huống tấn công của Napadep, bóng đã ra ngoài thưa quý vị. Bỏ nhỏ, đó là pha xử lý của Kisada. Ngọc Thuần vừa đánh bóng nhưng không chạm tay chán, rất đáng tiếc. Một pha tấn công ở tầm cao của chủ công Ngọc Thuần. Một tình huống đưa bóng dài ra biên 4. Ngọc Thuần cho rằng bóng đã chạm tay chắn của hàng chắn bên phía Thái Lan, nhưng chúng ta cũng không sử dụng quyền khiếu nại cho pha bóng vừa rồi. Bây giờ là cầu phát bóng của Napadep. Tình huống phát bóng tấn công rất mạnh nhưng bóng đi ra ngoài. Thái Lan đang mắc khá nhiều lỗi phát bóng trong những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. Nhìn vào đội hình xuất phát ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy Thái Lan có sự điều chỉnh so với cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở bán kết của AVC Challenge Cup vừa qua. Họ không thi đấu với chuyền hai Ma Win trong set mở màn mà thay vào đó là Bun Yarit. Và tấn công xa lưới không thành công của Từ Thanh Thuận và tỷ số được san bằng 5-5. So với đội hình xuất phát ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại bán kết AVC Challenge Cup thì Thái Lan chỉ có duy nhất một sự thay đổi, đó là vị trí của chuyền hai. Bóng phát, một tình huống phát bóng ra ngoài nữa của cầu thủ Thái Lan. Họ đang mắc rất nhiều lỗi phát bóng và vừa rồi là tình huống để mất điểm của chủ công Anut. Anut cùng với Anurag là hai cầu thủ ghi được rất nhiều điểm cho đội tuyển Thái Lan tại AVC Challenge Cup vừa qua. Trương Thế Khải, một trong những sự kỳ vọng cho thế hệ trẻ của bóng chuyền Nam Việt Nam, cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam lúc này. Tấn công hàng sau, một cú đánh rất mạnh và trọng tài biên xác định bóng ra ngoài nhưng trọng tài chính đã chỉ điểm cho Thái Lan. Một pha tấn công với những diễn biến rất nhanh và có lẽ chúng ta đã sử dụng tới quyền khiếu nại. Tình huống bóng diễn ra quá nhanh và có lẽ chúng ta cũng chưa kịp quan sát điều gì đã xảy ra. Trọng tài cho rằng chúng ta mắc lỗi lưới và Việt Nam quyết định challenge cho tình huống này. Bóng thì có lẽ đã đi ra ngoài, điều quan trọng là chúng ta có mắc lỗi lưới hay không. Trong mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được hai lượt khiếu nại sai. Nếu khiếu nại đúng, chúng ta vẫn giữ được nguyên số lần khiếu nại của mình trong một set. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam cũng xuất phát giữ nguyên đội hình, giống như những gì mà chúng ta đã làm trong cuộc chạm trán với Thái Lan tại bán kết AVC Challenge Cup vừa qua. Vẫn là những cái tên như Duy Tuyến, Thanh Thuận, Thế Khải, Văn Duy, Ngọc Thuần và Văn Tiên. Bộ phận kỹ thuật đang mất khá nhiều thời gian để cung cấp những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge. Hình ảnh khá mờ nhưng chúng ta không mắc lỗi lưới ở tình huống này. Trọng tài đã sai. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam và đó là một pha khiếu nại chính xác tới từ ban huấn luyện. Quyền phát bóng sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam.
Và chúng ta vẫn còn nguyên hai quyền khiếu nại sai trong set 1. Bây giờ là cầu phát bóng của Trương Thế Khải, vận động viên cao 1m97, sinh năm 2004. Đánh biên. Đó là pha tấn công của Anurag. Anurag vẫn vậy. Những tình huống ăn mừng của Anurag rất cảm xúc. Cầu thủ này có phong cách thi đấu khá điệu đà, nhưng là một mũi công rất lợi hại bên phía đội tuyển Thái Lan. Đưa bóng ra biên. Pha đập bóng quá hay vừa rồi là của Dương Văn Tiên. Trong tư thế không thực sự quá thuận lợi, nhưng chủ công mang áo số 3 đã có một tình huống lách chắn tốt. Một cú đánh y thành công của Văn Tiên giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Các cầu thủ Việt Nam đang nhập cuộc rất tự tin trong trận đấu này và cho thấy rõ quyết tâm phục thù của mình sau thất bại ở bán kết AVC Challenge Cup vừa qua. Từ Thanh Thuận vừa có một pha phát bóng không qua lưới. Những pha phát bóng tấn công luôn là con dao hai lưỡi với các đội bóng. Nỗ lực để phá bước một của đối phương bằng những tình huống phát bóng khó uy lực, nhưng ở chiều ngược lại cũng rất có thể là những tình huống bóng rúc lưới hoặc bay ra ngoài. Đối thủ cũng vừa có một pha phát bóng tấn công rất đẹp mắt. Văn Tiên bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ quá hay của Dương Văn Tiên. Chủ công sinh năm 1996 vừa có một tình huống xử lý rất tinh tế để loại bỏ hai tay chắn bên phía Thái Lan, trong đó có số 9 Napadet. Và hàng sau của người Thái cũng không kịp phòng thủ cho tình huống bỏ nhỏ tốt của Văn Tiên. Hàng sau chắn bóng tốt. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho Thái Lan. Anurag mắc lỗi lưới rồi. Không phải bàn cãi nữa. Pha xử lý một tay trong tình huống vào đà không thuận lợi của cầu thủ mang áo số 22 bên phía Thái Lan. Và như vậy là huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Ki-won đã phải xin hội ý lần đầu trong set đấu này. Ở sân chơi G-League chúng ta không có những lượt hội ý kỹ thuật. Đây là danh sách những cầu thủ đã ghi điểm. Việt Nam luôn giữ được lợi thế dẫn điểm kể từ đầu trận đấu. Có một khoảnh khắc Thái Lan đã vươn lên dẫn trước 3-2. Nhưng lúc này thì chúng ta đang tạo ra cách biệt lên tới 3 điểm so với đối thủ của mình. Dương Văn Tiên phát bóng. Pha tận dụng tốt thời cơ vừa rồi là của Ngọc Thuần. Đối thủ vừa có một pha bắt bước một không ổn sau tình huống phát bóng khó chịu của Văn Tiên. Người đã mắc lỗi trong tình huống truyền một đó là Anut. Anurag chắn bóng tốt. Trong cả việc tấn công và phòng thủ thì đội tuyển Việt Nam đều đang chơi hay. Lại là Anurag đánh bóng không qua lưới. Không phải, như vậy bóng đã leo lưới rồi. Tình huống đánh bóng quất qua lưới của chủ công mang áo số 22 bên phía Thái Lan. Đường bóng đi rất khó lường khiến cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không kịp trở tay. Tỷ số bây giờ là 8-11. Cầu phát bóng của Anurag. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đánh hơi với nhưng vẫn đủ để Việt Nam có điểm. Tỷ số được nâng lên 12-8. Đó là pha ghi điểm của phụ công mang áo số 8 Trần Duy Tuyến, cầu thủ sinh năm 2001 với chiều cao 1m90. Chúng ta vừa mắc lỗi phát bóng, đổi vào điểm cho Thái Lan. Duy Tuyến sau tình huống phát bóng hỏng vừa rồi nhường lại vị trí cho libero trung trực.
việc libero có mặt trên sân sẽ giúp cho các đội bóng phòng thủ tốt hơn trước những tình huống phát bóng của đối phương. Ngọc Thuần, Ngọc Thuần đập bóng tầm cao rất chất lượng. Chủ công thuộc biên chế của câu lạc bộ biên phòng trong quãng thời gian gần đây cho thấy khả năng tấn công rất ấn tượng của mình. Điểm yếu đối với Ngọc Thuần lúc này là cần cải thiện bước một. Khả năng chuyền một vẫn là một trong những điểm yếu lớn đối với bóng chuyền Việt Nam và không phải ngày một, ngày hai mà chúng ta có thể cải thiện ngay được. Nhưng nếu được quan tâm, chăm sóc và liên tục được cọ sát cũng như tích lũy kinh nghiệm, rèn rũa kỹ thuật chuyên môn thì cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao khả năng của mình. Tỷ số bây giờ là 10-13 trong set đấu thứ nhất. Napalet phát bóng. Napalet phát bóng tấn công nhưng bóng không qua lưới, đổi vào điểm cho Việt Nam. Thông số hiển thị sai, đây là tình huống phát bóng của Ngọc Thuần. Nhưng ban tổ chức vừa hiển thị thông số phát bóng cho Anut của Thái Lan. Và đó là điểm không lành cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta vừa mất điểm với một tình huống phát bóng không tốt. Không phải, như vậy là vẫn có điểm, thưa quý vị. Ngọc Thuần tiếp tục giữ được cầu phát bóng của mình. Rồi thì Ngọc Thuần phát bóng không qua lưới, đổi vào điểm cho Thái Lan. Tình huống trước đó thì Ngọc Thuần đã ghi điểm ace khi bóng đã trúng tay cầu thủ đối phương. Mà chú ý tới ba hiển thị nên chúng tôi cũng không quan sát được chi tiết tình huống đó. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn đang duy trì được một khoảng cách ổn với đối phương. Pha tấn công vừa rồi là ở biên 4 của chủ công mặc áo số 3 Dương Văn Tiên. Giờ thì tới lượt Thế Khải là người phát bóng. 19 tuổi nhưng Thế Khải là người cao nhất đội với chiều cao 1m97. Pha phát bóng bay đưa bóng đi hơi dài của Thế Khải. Thế Khải là cầu thủ thuộc biên chế của thành phố Hồ Chí Minh, một trong những sự bổ sung chất lượng và đầy hứa hẹn cho bóng chuyền Nam Việt Nam. Người vừa phát bóng không qua lưới đó là Kisada. Kisada là cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Thái Lan. Anh sinh năm 1992, đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan, cầu thủ gốc Mali và là cầu thủ bóng chuyền gốc Phi đầu tiên đại diện cho Thái Lan thi đấu ở cấp độ quốc tế. Đưa bóng ra biên, Anurag. Anurag bật rất cao. Chủ công mang áo số 22 này có chiều cao 1m83. Sức bật là 3m22 và bật chắn 3m08. Chiều cao của Anurag không quá ấn tượng nhưng khả năng tấn công của cầu thủ này cũng là một điều rất đáng gờm đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Hàng sau, Thanh Thuận. Thanh Thuận không vượt qua được hai tay chắn áo đỏ. Tình huống chắn đôi thành công của Anurag và Prasep. Điểm block dành cho đội tuyển Thái Lan. Anurag vẫn giữ những hình ảnh quen thuộc của mình, những fan mừng rất cảm xúc. Đưa bóng ra biên, đó là cú đánh của Văn Tiên. Nỗ lực phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam. Anurag chắn bóng tốt. Vừa rồi là một tình huống đánh bóng lách chắn rất khó chịu của Anurag. Chúng ta có thể phần nào hiểu được tại sao Anurag
đã là cầu thủ xuất sắc nhất ở AVC Challenge Cup vừa qua, MVP của giải đấu. Giờ thì tới lượt đội tuyển Việt Nam phải sử dụng tới quyền time out của mình trong set 1. Chúng ta vẫn đang có lợi thế dẫn trước 2 điểm. Thái Lan đã có chuỗi lên điểm liên tiếp gần đây. Khi chúng ta có điểm 15 thì họ mới chỉ ở điểm số thứ 10 thôi. Nhưng bây giờ khi họ chạm mốc 15 thì chúng ta đang có 17 điểm. Hy vọng rằng khoảng 30 giây vừa rồi sẽ giúp cho cầu thủ của chúng ta có thể trấn tĩnh lại và tiếp tục củng cố lợi thế dẫn điểm của mình. Bây giờ là cầu phát bóng của chuyền hai bên phía Thái Lan, Bonjarit. Bonjarit phát bóng tấn công rất hay. Bonjarit là cầu thủ được lựa chọn để thay thế cho chuyền hai Saranchit. Chuyền hai sinh năm 1987. Một trong những sự điều chỉnh của huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Ki-won sau kỳ SEA Games 32, khi Thái Lan thua chúng ta trong trận đấu tranh huy chương đồng với tỷ số 0-3. Đội hình của Thái Lan tới tham dự CV League lần này giữ nguyên đội hình họ vừa có được chức vô địch ở Challenge Cup vừa qua. Cách biệt giữa hai đội bây giờ vẫn đang là 2 điểm, 18-16. Văn Tiên sẽ là người phát bóng. Đánh biên. Khả năng phòng thủ trên lưới của đội tuyển Việt Nam trong trận này khá tốt. Chúng ta vừa có một tình huống cứu bóng bằng chân, Thanh Thuận bỏ nhỏ. Đó là pha phòng thủ tốt của Trung Trực. Nhưng ở tình huống sau cùng thì Thanh Thuận đã có một pha kết thúc không thành công. Tình huống đánh bóng ở vị trí số 2, những pha tấn công sau vạch 3m của Thanh Thuận ở những phút đầu. Hiệu suất ghi điểm đang không cao và liên tục bị hàng chắn của đối phương bắt bài. Cần phải có sự điều chỉnh. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đương nhiên là một vị trí đã bị đối phương nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Phải nói rằng ở tình huống vừa rồi thì đường truyền dành cho Thanh Thuận cũng là hơi khó. Bắt bước 1 không tốt và chúng ta mất thêm một điểm nữa. Thái Lan đã san bằng được tỷ số 18 đều. Bóng bay lạng rất khó chịu khiến cho Trung Trực không thể phán đoán chính xác được đường bóng sau cú phát bóng của đối phương. Tiếp tục là cầu phát bóng của Anurag. Pha phối hợp tấn công nhanh ở vị trí số 3 và chúng ta đã cắt được mạch lên điểm của đối thủ. Đó là tình huống đánh bóng tốt ở khu vực giữa lưới của phụ công Duy Tuyến. Tại SEA Games 32 thì chắc hẳn rất nhiều cổ động viên Việt Nam vẫn còn nhớ hình ảnh ăn mừng trả đũa của Duy Tuyến dành cho Kishada. Ngày hôm nay thì Duy Tuyến và các đồng đội rất quyết tâm khi tái đấu với Thái Lan. Quốc Duy cũng đã có mặt trên sân chờ đợi pha phát bóng tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy, người đã không may vắng mặt ở AVC Challenge Cup vừa qua. Tình huống phát bóng đưa bóng ra ngoài rất xa của Quốc Duy, rất đáng tiếc cho cầu thủ mang áo số 5. Tỷ số được san bằng 19 đều. Người phát bóng bên phía Thái Lan sẽ là phụ công Prasut, phụ công sinh năm 1997 với chiều cao 1m85. Hàng sau. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đối phương đang chắn rất rát ở vị trí số 2. Đinh Văn Duy, chuyền hai của đội tuyển Việt Nam phát bóng. Và
Pha đánh bóng lách chắn quá hay của Anut. Mặc dù ở tình huống vừa rồi chúng ta đã có hai cầu thủ giáp chắn ở biên 4 của đối thủ. Một đường chuyền bóng dài ra biên. Đó là pha bóng mà Thanh Thuận và Thế Khải đã không thể ngăn chặn được tình huống tấn công của Anut. Thanh Thuận. Có vẻ như bóng đã chạm tay chắn, đúng là như vậy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thuận đang bị khóa chặt ở biên sau, vị trí số 2. Và vừa rồi khi sang biên 4 thì đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã có một cú đánh với lực rất tốt. Hàng sau. Hướng phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội tấn công cho Thái Lan, Anurag. Tỷ số được san bằng 21 đều. Có lẽ trọng tài đã xác định có lỗi hai chạm của đội tuyển Việt Nam ở tình huống vừa rồi. Chúng ta thậm chí còn mắc cả lỗi lưới nữa. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng ngay ở set đấu mở màn. Bóng chạm tay chắn và văng đi quá xa. Bây giờ thì Thái Lan đã vượt lên dẫn trước, từ lợi thế dẫn trước đối phương 5 điểm. Chúng ta không những không bảo toàn được lợi thế đó mà bây giờ còn để cho đối thủ vượt lên. Đội tuyển Việt Nam cần phải duy trì được sự tập trung cao độ ở những thời điểm quyết định của set đấu. Lượt hội ý cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền trong set 1. Liên tục là những màn rượt đuổi tỷ số trong những điểm số vừa qua. Chơi ăn miếng trả miếng. Và bây giờ thì Thái Lan đang tạm dẫn chúng ta với khoảng cách 1 điểm. Nhưng set đấu đầu tiên cũng đã bước vào những điểm số cuối cùng rồi. Các cầu thủ cần phải tập trung tối đa cho những đường bóng tiếp theo. Vũ Ngọc Hoàng vào sân thay đổi ở vị trí phụ công bên phía đội tuyển Việt Nam. Anut là người phát bóng cho Thái Lan. Phát bóng rất khó chịu và một lần nữa thì libero trung trực lại xử lý không thành công với tình huống bắt bước một của mình. Những tình huống phát bóng bay lạng và bóng bay ngang vai mang tới rất nhiều sự khó chịu cho các vận động viên phòng thủ. Phát bóng không qua lưới đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam. Một điểm số rất quan trọng với chúng ta ở thời điểm này. Khoảng cách vẫn chỉ là một điểm nhưng cần sự quyết tâm cao độ ở thời điểm hiện tại. Duy Tuyến trở lại sân. Vũ Ngọc Hoàng sẽ là cầu thủ phát bóng. Ngọc Hoàng là cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội. Một trong những phụ công có sức bật chắn tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Và tấn công quá mạnh mẽ và uy lực của Anurag. Và sẽ có set point cho đội tuyển Thái Lan. Tình huống giáp chắn không kịp của Duy Tuyến. Trong khi đối phương đang phong tỏa tốt mũi công lợi hại của chúng ta là từ Thanh Thuận, thì ở phía bên kia Anurag đang khá rảnh tay. Cơ hội gỡ điểm cho đội tuyển Việt Nam. Anurag. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho các chàng trai áo xanh. Bóng ra ngoài sau khi chạm tay chắn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 23-24.
rất kịch tính cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đầy duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cần cứu một set point nữa. Và đây là cầu phát bóng của Thanh Thuận. Thanh Thuận phát bóng an toàn. Lại là Anurag không thể ngăn cản được chủ công mang áo số 22 bên phía Thái Lan ở những tình huống vừa rồi. Đập bóng cắm sàn. Sức bật của Anurag thực sự là rất đáng nể. Những tình huống đánh bóng khôn ngoan lách chắn của chủ công mang áo số 22 bên phía Thái Lan đã giúp cho đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước sau set đấu thứ nhất. Tỷ số là 25-23. Gần 30 phút thi đấu đầu tiên cho set đấu mở màn của cặp đấu này. Thái Lan đã vượt lên sau khi họ liên tục là đội bóng phải bám đuổi tỷ số ở set 1. Có thể thấy là set đấu mở màn thì Thái Lan cũng không đánh quá nhiều ở vị trí phụ công. Họ chủ yếu nhồi bóng sang biên 4 cho Anurag, cho Napadet. Nếu thi đấu tập trung hơn thì chúng ta hoàn toàn đã có cơ hội giành chiến thắng trong set đấu mở màn. Liên tục là những người dẫn điểm và có thời điểm đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đối thủ với khoảng cách 5 điểm. Nhưng rất đáng tiếc chúng ta đã không duy trì được lợi thế đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan. Trận đấu mở màn cho CV League 2023. Giải đấu tiền thân là ASEAN Grand Prix, sân chơi dành cho 4 đội tuyển quốc gia mạnh nhất của bóng chuyền khu vực. Với 6 trận đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và phân hạng. Toàn bộ những diễn biến của CV League 2023 với 24 trận đấu của cả nam và nữ, 4 chặng thi đấu, quý vị đều có thể theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup và kênh YouTube của Web Thể Thao. Ở nội dung của nữ thì trận đấu thứ nhất sẽ diễn ra tại Việt Nam của chúng ta, tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc vào thời điểm đầu tháng 8 tới đây. Đây là một vài hình ảnh đáng chú ý trong set đấu thứ nhất, thời điểm mà Thái Lan vẫn đang bị chúng ta dẫn điểm. Việc các thành viên của đội tuyển Việt Nam mắc nhiều lỗi xử lý bước 1 đã khiến cho chúng ta đánh mất thế trận. Như chúng tôi đã nói, đây vẫn là điểm yếu cố hữu của bóng chuyền Việt Nam. Và chúng ta cần thời gian để có thể cải thiện điều này. 12 điểm tấn công ngang nhau, Thái Lan có 2 tình huống block thành công. 3 điểm ace. Và Việt Nam thì mắc nhiều lỗi hơn so với đối phương. Những con số thống kê phần nào cũng lý giải tại sao chúng ta đã để thua trong set 1. Trong set 2 này thì Thái Lan sẽ thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị. Đánh biên. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm đầu tiên trong set 2 cũng thuộc về đội tuyển Việt Nam. Ở set 1, giai đoạn giữa set chúng ta phòng thủ trên lưới với những tình huống chắn bóng giảm lực tương đối tốt. Nhưng những thống kê cũng cho thấy là chúng ta chưa có được bất cứ một điểm block nào.
cần phải khóa chặt hơn mũi công Anurag, không thể để cho số 22 rảnh tay như trong set 1. Hàng sau, đó là pha tấn công của Anurag. Vừa rồi là câu trả lời của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn chưa có điểm. Anut vừa mang về điểm số cho đội tuyển Thái Lan. Một pha tấn công khá xa lưới của chủ công áo số 4. Pha phối hợp đánh nhanh đã bị bắt bài của đội tuyển Việt Nam. Tình huống tấn công của Vũ Ngọc Hoàng không vượt qua được các tay chắn đối phương. Có cảm giác bóng thậm chí còn chưa qua lưới và Việt Nam của chúng ta vừa sử dụng quyền khiếu nại. Chúng ta đang khiếu nại về lỗi, về tình huống liệu rằng bóng có chạm tay chắn hay không. Có thể thấy bộ phận Video Challenge đang mất khá nhiều thời gian để có thể cung cấp những hình ảnh quay chậm ở các góc máy cho chúng ta theo dõi. Bóng không chạm tay chắn. Ta mất một quyền khiếu nại sai cho trận đấu thứ hai này. Nếu bóng chạm tay chắn thì ở tình huống vừa rồi chúng ta có điểm vì bóng đã đi ra ngoài sau khi chạm chắn. Nhưng đó lại là một tình huống mà Ngọc Hoàng đánh bóng chưa qua lưới. Lần này thì Vũ Ngọc Hoàng đã thành công với tình huống tấn công ở vị trí số 3. Và dứt điểm rất dứt khoát của Ngọc Hoàng. Đó là một miếng đánh nhanh thành công của đội tuyển Việt Nam. Đó là điểm block dành cho các chàng trai Việt Nam. Chúng ta đã chắn thành công mũi phụ công lợi hại bên phía Thái Lan, đó là Kisada. Có thể thấy là với những diễn biến vừa qua thì Kisada đang không còn đáng sợ như những gì anh ta đã thể hiện ở trận đấu tại vòng bảng khi chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 32. Cú đánh chéo gắt rất khó phòng thủ của đội tuyển Thái Lan. Một pha tấn công ở vị trí số 2. Một cú đánh chéo sân như thế này khi bóng chưa qua vạch 3m. Là những tình huống tấn công rất khó để có thể phòng ngự. Pha đập bóng rất mạnh ở biên 4. Đó là pha tấn công của Phạm Văn Hiệp. Văn Hiệp trong danh sách đội tuyển lần này cũng được đăng ký ở vị trí đối chuyền. Chúng ta có 3 đối chuyền ở giải đấu lần này, gồm có Văn Hiệp, Quốc Duy và đội trưởng Thanh Thuận. Cái biên xác định bóng đã ra ngoài. Rất đáng tiếc cho pha phát bóng tấn công vừa rồi. Đó là một tình huống phát bóng tấn công rất uy lực. Ta sử dụng một lượt khiếu nại nữa trong trận đấu thứ hai vì nghĩ rằng bóng vẫn trong sân. Cú phát bóng là của Ngọc Thuân. Bóng đi khá nhanh.
và cũng có cảm giác cho một đường bóng nhạy cảm. Đó là lý do mà ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã quyết định sử dụng quyền challenge, dù trước đó chúng ta đã mất một lượt challenge sai của mình. Hy vọng sẽ có điểm cho Việt Nam ở tình huống này. Bóng vẫn trong sân rất nhiều. Quyết định sai của giám biên. Trọng tài biên đã phất cờ rất nhanh báo hiệu lỗi bóng ra ngoài sân. Nhưng đó là một cú phát bóng tốt của Ngọc Thuần. Tỷ số được nâng lên 5-4 cho đội tuyển Việt Nam. Và điểm ace dành cho Ngọc Thuần. Tiếp tục là một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa của Ngọc Thuần. Ở SEA Games 32 thì đội tuyển Việt Nam đã mắc rất nhiều lỗi phát bóng. Nhưng chúng ta đang dần cải thiện được điều đó. Hy vọng rằng trong tương lai khả năng phát bóng cũng như khả năng bắt bước một của các cầu thủ Việt Nam sẽ còn được cải thiện nhiều hơn nữa. 3 tình huống ghi điểm tấn công và 3 điểm A dành cho Ngọc Thuần. Lần này thì trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu bóng đi ra ngoài rồi. Chút chút nữa thì Ngọc Thuần đã có được điểm A thứ 3 liên tiếp. Giờ thì tới lượt Anut phát bóng. Đường chuyền sau đầu với cú đánh lỏng tay của Văn Hiệp. Chắn bóng tốt. Thêm một tình huống block thành công nữa của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã có được những điểm block đầu tiên trong trận đấu này. Sau một set 1 không có được bất cứ tình huống chắn bóng ghi điểm nào. Một hàng chắn 3 người được tạo nên bởi đội tuyển Việt Nam. Anurag. Bóng không chạm tay chắn. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì Thái Lan mới sử dụng tới quyền challenge. Đương nhiên họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn của các cầu thủ áo xanh và đi ra ngoài. So với danh sách dự SEA Games 32 thì đội tuyển Thái Lan có tới 5 sự điều chỉnh. Bóng không chạm bất cứ tay chắn nào của đội tuyển Việt Nam. Thái Lan cũng đã mất một quyền khiếu nại sai trong set 2 này. Và điểm vừa rồi đương nhiên vẫn thuộc về chúng ta. Tiếp tục là cầu phát bóng của Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Ngọc Hoàng với khả năng bật chắn 3m30 là một trong hai cầu thủ bật chắn tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cái tên còn lại đó là Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là cầu thủ có sức bật tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Bật đà 3m50 và bật chắn 3m30. Chiều cao của Ngọc Thuần là 1m93. Cũng là một trong hai cầu thủ cao nhất của đội tuyển. Chính xác là một trong ba cầu thủ, đứng sau Nguyễn Thanh Hải. Và ở vị trí số 1 là Trương Thế Khải. Sau những tình huống mất điểm liên tiếp vừa rồi thì Thái Lan cũng đã phải xin hội ý rồi. Ở CVLIC 2023 chúng ta không có những lượt hội ý kỹ thuật vào các điểm 8 và 16 trong 4 set đấu đầu tiên. Thay vào đó mỗi đội sẽ chỉ có 2 lượt hội ý kéo dài 30 giây trong mỗi set thôi. Lại là Anurag. Anurag vẫn luôn là người cắt điểm cho Thái Lan mỗi khi họ khó khăn. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải phong tỏa tốt hơn mũi công này. Thêm một tình huống mà Văn Hiệp và Duy Tuyến đã không kịp giáp chắn. Bây giờ tới lượt Kishada phát bóng. Tấn công tốt ở vị trí số 3 và đó là pha ghi điểm của Trần Duy Tuyến. Rõ ràng những miếng đánh nhanh, những miếng đánh lao ở khu vực giữa lưới của đội tuyển Việt Nam đang đạt hiệu quả cao hơn so với những gì người Thái làm được ở trận này. Chúng ta chỉ cần cải thiện bước 1 mà thôi là có thể thắng được Thái Lan trong trận đấu ngày hôm nay.
Không được. Lại là một pha ghi điểm nữa của Anurag. Uống ghi điểm có phần may mắn của chủ công mặc áo số 22. Bóng leo qua mép lưới và vẫn rơi trong sân. Lại là một pha phối hợp đánh nhanh thành công nữa của đội tuyển Việt Nam. Miếng đánh ở vị trí số 3 đang liên tục phát huy tác dụng. Đó là tình huống đánh lao của Trần Duy Tuyệt. Thái Lan cũng vừa có một miếng đánh nhanh sau với pha ghi điểm của phụ công Prasut. Giờ tới lượt Anurag phát bóng. Anurag đã có một cầu phát bóng ghi điểm liên tiếp trong set 1. Tình huống phát bóng rất khó chịu của số 22. Và tấn công vừa rồi là của Thanathat. Không hiểu sao ở giải đấu lần này cũng như là AVC Challenge Cup thì Thanathat lại được đăng ký ở vị trí phụ công. Số 12 Thawirat Thanathat là người thường thi đấu ở vị trí đối chuyền trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Và vừa rồi là một tình huống tấn công ghi điểm ở vị trí số 2. Ở giải đấu lần này thì Thái Lan chỉ đăng ký duy nhất một cầu thủ cho vị trí đối chuyền. Và đó là cầu thủ trẻ tuổi nhất, sinh năm 2006, năm nay 17 tuổi. Christopher Ali. Pha tấn công của Anut. Trọng tài xác định điểm dành cho Thái Lan. Bóng đã chạm tay chắn của Vũ Ngọc Hoàng. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không block thành công. Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đập bóng cắm sàn ở vị trí biên 4. Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1999 cũng là một vận động viên trẻ đầy tiềm năng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Mười hai chín. Tình huống đánh biên thu của Anut nhưng chưa có điểm cho Thái Lan. Sau đầu. Đối phương lại có được một pha ghi điểm nữa ở vị trí số 2. Và vẫn là Thanathat. Đăng ký phụ công thôi nhưng Thanathat đang đánh ở vị trí đối chuyền. Pha phát bóng tấn công rất khó chịu của Thái Lan. Tài xác định điểm tiếp theo vẫn dành cho Thái Lan. Nỗ lực cứu bóng bước 1 và bước 2 thì Ngọc Thuần đã đưa bóng sang phần sân của đối thủ. Kisada đã có một tình huống tận dụng thời cơ tốt. Bóng rơi trong sân. Điểm dành cho Thái Lan, tỷ số được set bằng 12 đều. Bước 1 của chúng ta đang bị phá với những tình huống phát bóng tấn công khó chịu của đối phương. Vẫn đang là cầu phát bóng của Thanathat. Sau khi cầu thủ này vào sân thì đang thi đấu rất hiệu quả bên phía Thái Lan. Nhưng chúng ta hãy xem cú đánh của Ngọc Hoàng. Cú đánh như chút giận của phụ công áo số 14.
ra tay rất nhanh và cũng vô cùng quyết đoán. Bóng lọt qua tay chắn của Kisada, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một tình huống phát bóng tấn công tốt. Và đập bóng chéo sân ghi điểm của Dương Văn Tiên. Khoảng cách lúc này đã được nới rộng lên thành 2 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Văn Tiên đã tấn công vào vị trí của Tanapat. Bốn điểm tấn công và 3 điểm ace dành cho Nguyễn Ngọc Thuần. Chủ công mặc áo số 17 đã ghi được 7 điểm cho tới thời điểm này. Lại là một pha phát bóng tấn công rất chất lượng của Ngọc Thuần nhưng đối thủ vẫn phòng ngự được. Văn Tiên tiếp tục tấn công vào libero bên phía Thái Lan nhưng chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Chắn bóng tốt và đội tuyển Việt Nam có điểm thứ 15. Đó là tình huống chắn đôi của Văn Hiệp và Ngọc Hoàng. Trong set 2 này chúng ta đã block hay hơn rất nhiều so với set 1. Huấn luyện viên người Hàn Quốc lại tiếp tục xin quyền hội ý. Những lượt hội ý rất giá trị của đội tuyển Thái Lan. Trong set 1 họ cũng đã phải đối mặt với những tình cảnh khó khăn tương tự. Nhưng sau những lần điều chỉnh chiến thuật thì Thái Lan đã trở lại vượt lên và giành chiến thắng ở set đấu mở màn. Đây là điều mà ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu và cần phải cải thiện. Các huấn luyện viên nội của chúng ta dẫn dắt các đội bóng, các đội tuyển quốc gia chủ yếu đang dựa vào kinh nghiệm của mình. Chúng ta cần được trau dồi kiến thức huấn luyện với nhiều bằng cấp và những sự cập nhật cho những công nghệ mới trong bóng chuyền để có thể có những sự điều chỉnh tốt hơn về mặt chiến thuật. Đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Văn Tiên, Anut đập bóng rất mạnh ở biên 4, đổi vào điểm cho Thái Lan. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phát bóng ra ngoài sân của Thái Lan. Như vậy là Thái Lan đã quyết định sử dụng nốt quyền khiếu nại của mình. Có lẽ là khiếu nại ball in out. Chính xác là như vậy. Họ nghĩ rằng bóng vẫn trong sân ở tình huống phát bóng vừa rồi. Bóng ngoài. Như vậy là Thái Lan đã hết quyền khiếu nại trong set đấu thứ hai. Tình huống challenge không thành công của đội tuyển Thái Lan và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Hai lần khiếu nại trong set 2 của Thái Lan đều là những tình huống khiếu nại sai của họ. Và bây giờ khoảng cách giữa hai đội đang là 3 điểm. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan, ông Park Ki-won, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1951, là cựu tuyển thủ bóng chuyền của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Người cũng đã từng tham dự kỳ Olympic vào năm 1972 và 1976. Ông đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong vòng hơn 6 năm, từ năm 1972 tới năm 1978. Đã giành huy chương vàng của Asian Games năm 1978 tại Thái Lan. Huấn luyện viên rất lão luyện. Ngọc Hoàng vào sân và liên tục có những tình huống block thành công.
Anurag. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để có thể phong tỏa được mũi công mang áo số 22 bên phía đội tuyển Thái Lan. Hàng chắn của Việt Nam vẫn liên tục phải dè chừng với Kisada, cầu thủ cao 2m02 ở khu vực giữa lưới, nên không dồn toàn bộ sự tập trung được cho Anurag. Nhưng ngày hôm nay thì Thái Lan không đánh nhanh và đánh lao nhiều ở vị trí số 3. Điểm dành cho Thái Lan. Và tấn công của Văn Tiên đã không thắng được các tay chắn đối thủ. Có thể thấy là sau những lượt hội ý của mình thì Thái Lan đều có điểm. Những sự điều chỉnh rất kịp thời tới từ ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan. Đó là điều mà chúng ta cũng cần phải học hỏi và trau dồi. Bóng chạm tay chắn và văng đi rất xa. Điểm thứ 17 dành cho đội tuyển Việt Nam. Như chúng tôi đã nói với các huấn luyện viên của Việt Nam, những huấn luyện viên nội, thì các vị huấn luyện viên này chủ yếu sử dụng kinh nghiệm của mình từ khi còn là cầu thủ để truyền đạt lại cho các học trò. Các vị huấn luyện viên của chúng ta cần phải có được quá trình học hỏi nhiều hơn để tiếp cận với bóng chuyền hiện đại. Bởi sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào chất lượng các vận động viên, mà huấn luyện viên cũng là một vấn đề rất lớn ở thời điểm này. Điểm dành cho Thái Lan. Tỷ số được săn bằng 17 đều. Thật đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi cứ bước vào giai đoạn nửa cuối của trận đấu, chúng ta lại để cho đối thủ vượt lên và không thể bảo toàn được lợi thế dẫn điểm của mình. Chuyền hai Bon Yarit đã có một điểm ace trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng anh vừa phát bóng không qua lưới và Việt Nam có điểm thứ 18. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của chủ công Dương Văn Tiên. Có vẻ như đó là một tình huống đánh bóng vào khu vực cột anten của Anurag. Hai pha tấn công liên tiếp ở vị trí số 2. Anurag thật chỉ còn tấn công ngoài khu vực giới hạn của cột anten. Và đó đương nhiên được tính là một pha đánh bóng ra ngoài. Việt Nam vừa mất điểm với cú phát bóng không thành công. Cách biệt lại được thu hẹp xuống chỉ còn là một điểm mà thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên kênh On Sport Cộng cùng các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup và kênh YouTube của Web Thể Thao. Đây là trận đấu mở màn cho giải đấu CV League 2023. Phát bóng ra ngoài, Việt Nam dẫn trước với tỷ số 20-18. CV League là giải đấu tiền thân. Tiền thân của giải CV League là ASEAN Grand Prix, giải đấu dành cho 4 đội tuyển quốc gia Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên giải đấu tổ chức với nội dung dành cho nam. Và tấn công hàng sau ghi điểm của Anurag. Một mình Anurag đang mang tới quá nhiều sự khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần. Tiếp tục là Ngọc Thuần. Bóng trong tư thế khó và Ngọc Thuần chưa thể ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong hay ngoài. Nhìn động tác ăn mừng của Thái Lan thì có vẻ như họ đã có điểm nữa. Thái Lan vẫn rất ít đánh ở khu vực vị trí số 3, mà chỉ thường đưa bóng ra biên 4
biên sau số 2 và tấn công hàng sau. Hàng sau. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như đó là pha tấn công của Văn Hiệp. Phạm Văn Hiệp là một trong 4 cầu thủ thuộc biên chế của biên phòng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở thời điểm này, cùng với những cái tên như Duy Tuyến, như Đinh Văn Duy và Nguyễn Ngọc Thuần. Biên phòng cũng là đội bóng đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia nhất ở thời điểm hiện tại. Cú đánh của Kisada nhưng bóng đã ra ngoài. 22-20 cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng có thể thấy phong độ của Kisada ở thời điểm hiện tại là không tốt. Ở vòng bảng của SEA Games 32 thì đội tuyển Thái Lan đã sống dựa dẫm rất nhiều vào sức tấn công của Kisada, cả khả năng ghi điểm tấn công ở vị trí số 3 cũng như những tình huống chắn bóng của phụ công mang áo số 25 này. Với chiều cao 2m02, khả năng bật đà 3m45 và bật chắn 3m22. Kisada thực sự là một mũi phụ công lợi hại bên phía Thái Lan. Nhưng có vẻ như điểm rơi phong độ của cầu thủ gốc Mali này đang không rơi vào giải đấu CV League lần này. Trận đấu thứ hai đang bước vào thời điểm nhạy cảm và chúng ta đang có lợi thế dẫn trước đội tuyển Thái Lan với khoảng cách là 2 điểm. Nỗ lực chắn bóng không thành công của Vũ Hoàng và Ngọc Thuần. Anút. Pha bỏ nhỏ từ hàng sau của Văn Tiên. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Đối phương có một pha cứu bóng quá hay. Và sau đó họ được tưởng thưởng với tình huống san bằng tỷ số 22 đều. Pha cứu bóng quá chất lượng vừa rồi có lẽ là của Anurag. Không thể tin được. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Văn Hiệp đã có một pha đánh bóng bạt chắn bóng văng đi rất xa. Nhưng Anurag bằng tất cả sự liều lĩnh của mình đã bay người cứu bóng như một vận động viên bóng chuyền bãi biển vậy. Không chỉ tấn công tốt mà chủ công áo số 22 còn tham gia rất tích cực cùng với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ thì người Thái lại vượt lên dẫn trước. Không phải, xin lỗi quý vị, là chúng ta dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như đã có lỗi hiển thị sai của tỷ số trên bảng tỷ số của ban tổ chức. Theo quan sát đầu tiên của chúng tôi thì đó là tình huống mà đối phương đã chắn bóng thành công. Và có lẽ tỷ số sẽ là 23-22 dành cho đội tuyển Thái Lan. Quyền phát bóng dành cho người Thái. 23-22 dành cho Thái Lan. Vừa rồi thì bộ phận cập nhật tỷ số đã hiển thị sai tỷ số dành cho, với điểm số 23 dành cho Việt Nam. Thái Lan vừa phát bóng không qua lưới và tỷ số được san bằng 23 đều. Rất kỳ vọng vào cầu phát bóng của Ngọc Thuần. Hai điểm nữa thôi chúng ta sẽ có xét thắng đầu tiên trong trận đấu này. Đáng tiếc là Ngọc Thuần lại phát bóng ra ngoài. Cú phát bóng ra ngoài rất xa với quyết định mạo hiểm của Ngọc Thuần. Đó là một pha phát bóng tấn công. Nhưng chúng ta mất điểm ở một thời khắc rất quan trọng và đối phương lại có cơ hội giành set point. Ngọc Thuần rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Đức, chủ công của Hà Nội.
Cầu phát bóng của Anut. Đánh biên. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 24 đều. Ít nhất phải 2 điểm nữa thì xét đấu thứ hai này mới khép lại. Bóng đã chạm tay của Kisada. Đó là pha tấn công ở biên 4 của Dương Văn Tiên. Vũ Hoàng phát bóng. Anurag đập bóng rất mạnh ở biên 4 nhưng chúng ta phòng ngự thành công. Văn Hiệp. Lại nhồi bóng cho Anurag. Đáng tiếc rằng bóng chạm tay chắn nhưng lại đi ra ngoài. Anurag vẫn đang là cây ghi điểm chính của Thái Lan trong trận đấu này. Bóng liên tục được nhồi tới vị trí của chủ công mang áo số 22. Lại là set point cho đội tuyển Thái Lan. Kisada phát bóng. Đập bóng rất mạnh. Chúng ta một lần nữa lại san bằng tỷ số 25 đều. Đó là pha tấn công của Duy Tuyến. Tình huống đánh lao chất lượng của phụ công mang áo số 8 Trần Duy Tuyến. Duy Tuyến, cầu thủ người Nam Định, cũng là một trong những cái tên đáng được kỳ vọng của bóng chuyền Việt Nam. Rất nỗ lực để cứu bóng. Nhưng Thái Lan sẽ có cơ hội tấn công ở tình huống này. Tiếp tục đưa bóng cho Anurag. Không thể phòng thủ. Anurag đập bóng quá khó chịu. Chúng ta cần phải phong tỏa được mũi công bằng áo số 22 bên phía Thái Lan mới có nhiều hy vọng cho trận đấu này. Một tình huống đóng dấu đối với Libero Huỳnh Trung Trực. Bóng ngoài. Đối phương thì cũng đã hết quyền khiếu nại rồi. Và đương nhiên sẽ có điểm cho đội tuyển Việt Nam. 26 đều. Trận đấu thứ hai đang diễn ra quá căng thẳng và kịch tính. Ngọc Thuân trở lại sân. Cần phải thật sự tập trung cho những đường bóng cuối ở set 2. Rất hồi hộp. Pha phát bóng của Văn Tiên. Vẫn cứu được bóng rất hay. Và tấn công trên chắn của Anurag. Xứng đáng là MVP của ABC Challenge Cup 2023. Thêm một cơ hội giành set point cho Thái Lan. Không được rồi. Đinh Văn Duy cũng đã phải rất vất vả để có thể thực hiện đường truyền hai của mình sau pha bắt bước một không thuận lợi. Và sau cùng thì Ngọc Thuần cũng không có được một đường bóng tốt để ghi điểm. Chúng ta chấp nhận thất bại ở set đấu thứ hai. Và bây giờ Thái Lan đã dẫn trước với tỷ số 2-0. 28-26 là tỷ số của set đấu thứ hai. Và một lần nữa, chúng ta lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc với những diễn biến ở set đấu này. Một kịch bản có thể nói là tương tự với set 1. Bởi nhiều thời điểm đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đối phương với một khoảng cách tương đối an toàn. Nhưng sau cùng, khi bước vào những điểm số ở thời điểm, bên phía chúng ta cầu thủ trẻ nhất sinh năm 2004 là Trương Thế Khải cũng đã có nhiều phút trên sân. Cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong set đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.
Set 2 là set đấu mà chúng ta đã có 3 tình huống block thành công. Và Vũ Ngọc Hoàng sau khi vào sân đã chắn bóng rất tốt để cải thiện khả năng block cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ sẽ là diễn biến của set 3. Điểm đầu tiên thuộc về cao thủ Thái Lan, đó là pha tấn công của Thanathat. Ở set 3 này chúng ta vừa là những người phát bóng trước và thi đấu bên phần sân B. Và đây cũng là lần đầu tiên trong trận đấu này chúng ta mất điểm trước trong một set đấu. Ở hai set trước đó chúng ta đều ghi điểm đầu tiên, nhưng sau cùng lại không có được phần thắng trong set 1 và set 2. Hy vọng rằng phong thủy sẽ được thay đổi trong set đấu thứ 3 này. Việt Nam vừa san bằng tỷ số 1 đều. Những miếng đánh chồng của chúng ta, những pha tấn công ở vị trí số 3 đang phát huy tác dụng và hiệu suất ghi điểm là tương đối cao. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Đinh Văn Duy vẫn rất lăn xả để có thể cứu được đường bóng vừa rồi. Đang tạo ra cách biệt lên tới 3 điểm trong set đấu thứ 3. Cú đánh đưa bóng đi trúng cột anten của Văn Tiên. Lần này thì Việt Nam đã có điểm với một cú đập rất mạnh ở vị trí số 2. Chạm tay chắn của Văn Tiên nhưng lại đi ra ngoài. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam lúc này đương nhiên phần nào cũng đã bị ảnh hưởng sau một set đấu giằng co kịch tính. Với những diễn biến ở set 2, phải tới điểm thứ 28 thì mới phân định được thắng bại. Hướng đánh lao điều chỉnh tốt của Trần Duy Tuyến. Các phụ công của chúng ta đang phát huy tốt giá trị của mình ở trận này, nhưng vẫn đang là vấn đề cải thiện bước 1. Và nhiệm vụ phong tỏa Anurag là những bài toán được đặt ra cho thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Anurag đánh bóng ra ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được rút ngắn xuống 4-5. Phạm Văn Hiệp sau khi vào sân đã có 5 tình huống tấn công ghi điểm. Anut trung trực vừa có một tình huống phòng thủ tốt. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm tay chắn và văng đi rất xa. Bất chấp những nỗ lực cứu bóng của người Thái, tỷ số được san bằng 5 đều. Phát bóng ra ngoài rồi.
Văn Hiệp cũng là một trong những cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công tương đối tốt bên phía đội tuyển Việt Nam. Giờ thì tới lượt Thái Lan mắc lỗi phát bóng. Sáu đều. Kỹ thuật đánh bóng của Anurag thực sự là rất tốt. Những pha tấn công của chủ công mặc áo số 22 thực sự là vô cùng khó chịu đối với hàng chắn của đội tuyển Việt Nam. Những đánh nhanh trước chồng sau của đội tuyển Việt Nam đã bị đối phương bắt bài. Năm nay là một năm thành công của bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là bóng chuyền nữ. Chúng ta đã có hai chiếc vô địch ở các giải đấu tầm cỡ châu lục, ABC Club, giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup diễn ra ở Vĩnh Phúc, và sau đó chúng ta cũng giành ngôi vô địch ở ABC Challenge Cup và giành quyền tới Pháp. Bóng chuyền nam thì đã ghi dấu ấn bằng việc đánh bại chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, một đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn so với chúng ta ở ABC Challenge Cup. Nhưng ở bán kết thì chúng ta đã phải chịu dừng bước trước chính đội tuyển Thái Lan. Vừa rồi chúng ta vừa theo dõi lại tình huống đánh Lào ghi điểm của số 8 Trần Duy Tuyến. Ngay sau đó thì Duy Tuyến lại phát bóng không qua lưới. 9-7 dành cho Thái Lan. Civilic có thể nói là một trong những giải đấu sau cùng của đội tuyển bóng chuyền nam ở mùa giải năm nay. Những thông tin chia sẻ từ lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thì đội tuyển bóng chuyền nam của chúng ta sẽ không tham dự kỳ ASEAN sắp tới. Kỳ ASEAN diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ chỉ có đội tuyển nữ tham dự mà thôi. Hàng sau. Và tấn công rất uy lực vừa rồi là của Dương Văn Tiên. Pha vào đà và đánh bóng rất quyết đoán sau vạch 3m của chủ công áo số 3. Bất chấp 3 tay chắn ở khu vực giữa lưới bên phía Thái Lan, Văn Tiên vẫn ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được san bằng 9 đều. Bóng ngoài. Việt Nam bây giờ đã vượt lên dẫn trước. Trước đó trong thời điểm đầu set 3 chúng ta đã bị đối thủ bỏ một khoảng cách tương đối xa với những diễn biến đầu tiên, nhưng bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đã vượt lên. Sau một quãng nghỉ dài thì chủ công áo số 9 Napadep đã trở lại sân. Văn Duy luôn cố gắng để thực hiện những pha phát bóng có điểm rơi sát lưới, nhưng chuyền hai của chúng ta đã không thành công với nỗ lực vừa rồi. Tỷ số được san bằng 10 đều. Cầu phát bóng của Anurag
ghi được tới 18 điểm trong trận đấu này, trong đó có tới 16 điểm tấn công, 1 điểm ace, 1 điểm block. Vũ công lợi hại nhất của đội tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Học Thuần phát bóng rất căng, đưa bóng ra biên cho Anut. Đó là tình huống đập bóng tốt ở biên 4 của chủ công mang áo số 4. Tỷ số một lần nữa lại được cân bằng. Ngày hôm nay thì Thái Lan sử dụng rất nhiều những đường truyền dài, liên tục bắn bóng ra biên 4, bỏ qua cầu phụ công. Mười hai mười một cho Thái Lan. Bắn tiền. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Thái Lan phòng thủ trên lưới rất tốt trong hai tình huống vừa rồi. Hàng sau vẫn không thắng được các tay chắn của đội tuyển Thái Lan. Tình huống kết thúc là của Ngọc Thuần, nhưng có tới 3 tay chắn áo đỏ ở khu vực giữa lưới. Bóng đã trúng vào vị trí của Napadep. Bây giờ là cầu phát bóng của Prashad. Phụ công áo số 8 mới chỉ ghi được 1 điểm trong trận đấu này. Vũ Hoàng vừa là người cắt điểm. Chúng ta cần tận dụng nhiều hơn những tình huống đánh nhanh như thế này, những đường truyền dài. Chúng ta đưa bóng ra hàng sau dường như đang bị đối phương bắt bài khi tốc độ bóng là khá chậm. Trong khi đó thì những miếng đánh nhanh, đánh lào khu vực vị trí số 3 đang có hiệu quả khá cao. Trọng tài xác định điểm dành cho Thái Lan sau tình huống phát bóng ra ngoài của Vũ Ngọc Hoàng. Bây giờ là cầu phát bóng của Napadep. Vẫn cứu được bóng, nhưng sẽ là cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Anut bỏ nhỏ. Chúng ta liên tục bị đẩy vào thế phải phòng thủ. Và xử lý hai chuyền vừa rồi là của số 10 Bunyarit. Bunyarit là chuyền 2 sinh năm 1998. Chuyền 2 còn lại của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu lần này là gương mặt kỳ cựu Marwin, sinh năm 1996. Dường như Văn Tiên đang bị đau, chúng ta thấy số 3 đang có những bước chân tập tễnh. Một trong những điểm yếu lớn nhất của ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chính là khả năng xoay chuyển thế trận khi gặp phải khó khăn. Chúng ta chưa đưa được ra những miếng đánh, những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật kịp thời và hợp lý để có thể xoay chuyển tình thế. Với đội tuyển nữ thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang làm khá tốt điều này. Tiếp tục là cầu phát bóng của Napadep. Napadep trước đây là một vận động viên judo, mới chuyển sang thi đấu bóng chuyền được có khoảng 5-6 năm nay thôi. Anh cũng đã từng đầu quân cho câu lạc bộ Hà Tĩnh của chúng ta tại Cúp Hoa Lư Bình Điền vào tháng 6 năm 2022. Quốc Duy đã trở lại sân. Liên tiếp hai pha tấn công thể hiện quyết tâm cao độ của Trần Duy Tuyến, nhưng đáng tiếc là chúng ta không có điểm.
Anurag vẫn phòng ngự rất kiên cường ở khu vực hàng sau. Và sau đó tới lượt Kisada với cái sải tay rất dài của mình đã ngăn chặn thành công cú đánh của Duy Tuyền. Khoảng cách lúc này đã là 4 điểm rồi. Thật sự là rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong lượt trận đầu tiên của CV-League 2023. Sau trận đấu này thì lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra, đó là cuộc đối đầu giữa Indonesia và Philippines. Trận đấu này thì có lẽ là nhiều khán giả cũng đã sớm đưa ra dự đoán với một chiến thắng chênh lệch dành cho Indonesia. Vào ngày mai 22 tháng 7, chúng ta sẽ chạm trán với Indonesia. Đối thủ có thể nói là cực kỳ kỵ giờ với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta chưa từng có được thắng lợi trước Indonesia trong những cuộc đối đầu ở những giải đấu gần đây. Là pha tấn công hàng sau ghi điểm của Anurag. Anurag dường như đang có mặt ở mọi vị trí trên sân. Khi xoay xuống hàng sau thì anh ghi điểm với những pha tấn công sau vạch 3m và góp công với những pha phòng thủ tốt. Còn khi ở cầu trên thì Anurag cũng liên tục có những pha chắn bóng trên lưới và tấn công uy lực. Đó là cú đánh tốt của Quốc Duy. Nguyễn Văn Quốc Duy vừa ghi điểm với một pha tấn công uy lực của mình ở vị trí số 4. Bóng chạm tay chắn. Chúng ta cũng cần ủng hộ nhiều hơn cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam cũng như các cầu thủ của bóng chuyền nam. Ở thời điểm này chúng ta đang trẻ hóa lực lượng. Và so với những đội bóng như Thái Lan hay Indonesia, những đội bóng được đầu tư nhiều hơn, tham gia cọ sát ở nhiều giải đấu hơn, thì chúng ta đang có điều kiện không tốt bằng họ. Bên cạnh đó thì điểm yếu cố hữu với những tình huống truyền một luôn khiến cho đội tuyển Việt Nam rơi vào tình cảnh khó khăn. Và điều này thì chỉ còn chờ thời gian để cải thiện thôi. Ban huấn luyện cũng không thể giúp ích quá nhiều khi cầu thủ liên tục mắc lỗi bước một. Khoảng cách là 3 điểm cho Séc Ba này. Lại là một pha ghi điểm nữa của Anurag. Chúng ta không thể ngăn chặn được mũi công này. Cái cổ tay rất dẻo của chủ công mặc áo số 22 luôn tìm cách để đánh bóng lách chắn. Hàng sau, đó là pha tấn công của Anut và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ra ngoài sau pha tấn công từ sau vạch 3m của chủ công Anut. Cầu phát bóng của chuyền 2 Đinh Văn Duy. Đinh Văn Duy là cầu thủ sinh năm 2000 với chiều cao 1m84. Chuyền 2 chính của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Napadet vừa có một cú đập mạnh ở vị trí số 4. Tình huống đánh bóng trên chắn của chủ công mang áo số 9. Chúng ta cần phải tiếp tục sử dụng những miếng đánh như vừa rồi. Theo quan sát của chúng tôi thì những tình huống tấn công như vừa rồi hiệu suất là rất cao.
Những cú đánh lao, đánh nhanh ở vị trí số 3 của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay cực kỳ hiệu quả trước Thái Lan. Miếng đánh nào hiệu quả chúng ta cần phải phát huy và hạn chế những tình huống mắc lỗi hoặc những miếng chiến thuật đã bị đối phương bắt bài. Đó cũng là một cách để có thể điều chỉnh chiến thuật. Thái Lan quyết định sử dụng quyền challenge cho tình huống bóng in out. Đội tuyển Thái Lan vẫn còn nguyên quyền khiếu nại sai của mình trong set đấu thứ 3 này. Bóng ngoài mất rồi. Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Thái Lan. Bóng vẫn trong cuộc. Tưởng như đã có điểm cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đối phương đã có một tình huống phòng ngự tốt. Nhưng sau cùng thì chúng ta cũng có thêm một điểm nữa. Hai cú đánh liên tiếp ở vị trí số 2. Ngọc Hoàng phát bóng. Và đánh y quá uy lực của Napadet. Khi Anurag bắt đầu thấm mệt thì bên Thái Lan lập tức tung Napadet vào sân để chia lửa. Sự điều chỉnh rất kịp thời của huấn luyện viên Park Ki-won. 22-18 dành cho Thái Lan. Phát bóng ra ngoài. Đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam. 19-22. Vẫn còn những hy vọng mong manh cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Có lẽ lúc này thì chúng ta rất mong đội tuyển Việt Nam chí ít phải có một set thắng đã. Rất nhiều những set thua đáng tiếc đã diễn ra. Hai set đấu đầu tiên chúng ta đều dẫn điểm nhưng sau cùng lại để thua trước đối thủ. Và xử lý hai chuyền khôn ngoan đã giúp cho Thái Lan chạm tới điểm thứ 23 ở set đấu này. Buon Yarit là một chuyền hai có lối chơi rất hiện đại. Lý do vì sao anh được lựa chọn thay thế cho Saranchip. Anut phát bóng không qua lưới. Khoảng cách giữa hai đội lại là 3 điểm. Cầu phát bóng của Quốc Duy rất hồi hộp. Quốc Duy cũng không phát bóng hết lực. Thái Lan chạm tới điểm match point rồi. 4 cơ hội dành match point cho đội tuyển Thái Lan. Bây giờ thì họ đã sử dụng tới cú đánh của Kisada để ghi điểm. Sự thay đổi người bên phía Thái Lan. Phụ công Chayut sinh năm 2001 vào sân thay cho Kisada. Chayut phát bóng. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài sau tình huống tấn công vừa rồi của Văn Hiệp. Văn Duy liên tục phải có những tình huống chạy truyền, những đường truyền điều chỉnh sau khi bước một của đội tuyển Việt Nam không tốt, rất khó để cho các mũi công của chúng ta có được những pha bóng thuận lợi. Thế Khải trở lại sân. Đây là cầu thủ mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải hy sinh không đăng ký để Thế Khải có điều kiện tập trung cùng đội tuyển và thi đấu AVC Club 2000, chính xác là AVC Challenge Cup 2023. Nhưng Thế Khải vừa có một tình huống phát bóng không qua lưới và khép lại trận đấu ngày hôm nay.
với chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho Thái Lan trong 3 cuộc, trong cuộc 4 cuộc đối đầu gần nhất, 2 trận đấu tại SEA Games, 1 trận bán kết ABC Challenge Cup và trận đấu mở màn của CV League. Chúng ta thua 3 và thắng 1, vẫn chưa thể đòi lại món nợ trước người Thái. Và với chiến thắng này thì Thái Lan đang có rất nhiều cơ hội để có thể giành ngôi vô địch ở trận đấu thứ nhất CV League năm nay. Đối thủ chính của họ đương nhiên ở thời điểm này vẫn sẽ là Indonesia, và trận đấu này sẽ định đoạt ngôi vô địch cho trận 1 của CV League 2023. Trận đấu đang diễn ra tại Indonesia. Sau cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn lượt trận tiếp theo với cuộc chạm trán giữa Indonesia và Philippines, và toàn bộ những diễn biến của CV League 2023 với 24 trận đấu dành cho cả nam và nữ, 4 trận đấu ở 4 quốc gia. Quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup cũng như là kênh YouTube web thể thao. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.